chính công an quận 10 và các quý vị. Chúng tôi xin trình bày thầy chùa Thích Nhật Từ lợi dụng đạo Phật để trục lợi như sau. Chùa có ông thầy chùa Thích Nhật Từ treo bảng giác ngộ thật rõ ràng. Thế mà không dạy giác ngộ mà lại tổ chức dạy tình dục nam nữ. Ông thầy chùa Thích Nhật Từ này rõ ràng lợi dụng tôn giáo để trục lợi. Vì vậy chúng tôi tố cáo ông thầy chùa thích nhật từ này với công an quận 10 là ông thầy chùa thích nhật từ này là lợi dụng tôn giáo để trục lợi theo quy định pháp luật của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam người nào lợi dụng tôn giáo để trục lợi bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng có thể cao hơn trên đây là thầy tu lợi dụng tôn giáo để trục lợi Chúng tôi tố cáo với công an quận 10 thành phố Hồ Chí Minh